Bạn có từng cảm thấy đau mỏi vai gáy, tê nhức chân tay mỗi khi vận động? Các cơn đau hành hạ giấc ngủ khiến bạn chẳng thể thoải mái tận hưởng cuộc sống. Bạn không đơn độc đâu. Hàng triệu người trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng này. Nhưng đừng lo lắng, các nhà khoa học đã nghiên cứu và kết hợp những thành phần tự nhiên hiệu quả nhất bao gồm glucosamine, chondroitin, collagen, bột chiết xuất từ cây vuốt mèo, cây vuốt quỷ và bột gừng để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe xương khớp. Sau một thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, các chuyên gia Nhật Bản đã phát triển sản phẩm Super Glucosamine DX. Đây là một giải pháp toàn diện với sự kết hợp hoàn hảo của 6 nguyên liệu quý giá trên, nhằm hỗ trợ và cải thiện sức khỏe xương khớp của bạn một cách hiệu quả. Glucosamine có tác dụng cải thiện cấu trúc sụn khớp, giảm triệu chứng và ngăn chặn tiến triển của bệnh thoái hóa xương khớp, hỗ trợ chống viêm. Chondroitin có tác dụng kích thích tổng hợp sụn, ức chế quá trình viêm khớp, hỗ trợ phục hồi các bệnh lý xương khớp, bảo vệ khớp khỏi sự tổn thương. Collagen có tác dụng cải thiện ma sát giữa các khớp, ngăn ngừa biến dạng xương và sụn. Collagen từ cá tăng cường diệt sụn khớp, giữ ẩm và bôi trơn diệt khớp hiệu quả hơn. Nhóm thành phần giảm đau từ thảo dược có tác dụng chống viêm, giảm đau, điều hòa miễn dịch, tích cực chống oxy hóa, ức chế được nhiều dòng ung thư, giảm đau cơ, chống viêm khớp và thúc đẩy tuần hoàn máu. Hãy đặt hàng ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe của bạn một cách tốt nhất. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.